Michaela Moore, 25 tuổi, ghi hat-trick không mong muốn khi New Zealand thua Mỹ 0-5 ở giải tứ hùng bóng đá nữ SEA Play Cup. Một cầu thủ được tính là lập hat-trick hoàn hảo nếu ghi 3 bàn bằng đầu, chân phải, chân trái trong một trận. Nhưng Moore đã phải trải qua cú hat-trick hoàn hảo không hề mong muốn và thuộc diện hy hữu. 3 bàn thắng mang tên cô trên sân Dignity Health Sports Bus California đều vào lưới nhà. Thật là ngớ ngẩn. Today. Now. Các chị đã không ra sân thì thôi, chứ một khi mà đã lên sàn thì khô máu cũng phải chờ nha. Đừng có thấy người ta là phái yếu mà vội xem nhẹ. Chỉ mà suýt một cái thì tới nắng cũng phải tắt, chứ đừng nói tới mấy cái khung thành. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Rồi, báo nữa. Đá giao lưu tí thôi mà làm gì kèm người ta chặt thế chị Bảy. Mấy bà này đá kiểu đứa nào gạt chân giỏi hơn đứa đấy là người thắng cuộc. Thấy đá bóng thì ít mà đá chân nhau là nhiều vậy mấy bà. Đá kiểu này xíu nữa xong trận chắc oánh nhau luôn chứ đùa. Sời, tuyệt vời. Pha này là pha sở trường của chị rồi. Mấy em muốn đỡ cũng đâu có được. Cứ mờ tiếp đi mấy cưng. Này thì nhây. Nói thêm câu nữa là bờm đầu nghe chưa bà già. Đá thì không đá mẹ đi. Nói lắm nói lốn. Lượn đi cho nước nó trong. Mắc mệt hà. Được. Hào hán. Hào hán. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Chà, tôi năm nay cũng mấy chục nồi bánh chưng rồi mà lần đầu tiên được thấy một pha phản lưới nhà mà phối hợp ăn ý như này. Xét riêng về trình độ biểu diễn thì 10 điểm nha. Cái gì vậy mấy bà già? Đây là cái sân bóng chứ có phải sân đấu vật đâu mà sấn vào nhau ghê thế nhờ. Đừng có ức hiếp người quá đáng nha. Cẩn thận nghiệp quật không chừa một ai đó. Women. Lâu lâu thấy em bé ra tạo nét tí mà nó không chịu phối hợp gì cả. Rõ chán đời. Chắc tại anh Tài chưa thương lượng cá xê với người ta đây mà. Không có cái gì furry đâu nha. Bye, have a great time. Úi xùi, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới gọi là mãi mãi. Gì chứ mấy pha bóng này quá là dễ với chế. Các chị em chỉ việc đứng xem thôi. Còn ghi bàn cứ để tôi lo. Cái gì đấy bạn Hiền? Tự dưng đang yên đang lành cái ngã lăn quay ra đấy là sao? Đây chưa đụng gì đấy đâu nha. Thôi pháp ngã thì tự mình đứng lên đi. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Nước đi của chị thủ môn áo hồng quá là ảo ma Canada rồi. Bắt bóng kiểu được thì được, không được thì tạch kiểu này thì bố ai mà bên cho nổi. Thôi thì trận này coi như bỏ. Trong một tiếng
after just 5 games. Huh? Take a stand and take a knee against all forms of information. Ờ, vậy đấy, mấy chị đang tính thao túng tâm lý đội bạn đúng không? Tôi là tôi biết thừa rồi đấy. Cơ mà ra vẻ một hồi xong đá không vào quả nào thì kiếm quần đội không kịp. 76. Chị bắt bóng mẫu như này thì đồng đội gánh còng lưng cũng bó tay chấm cơm. Tính chơi đùa với đối thủ, ai mà có dè tổ không độ. Thôi thì giải này xác định là bị trừ lương nha. Rồi rồi, mày xong rồi. Úi xùi, quá trời quá đất chuyến này. Chơi không lại rồi chơi trò tụt quần kiểu này là không được đâu nha. Chơi không như này thì ai chơi lại mấy bà. Sợ ma thật sự. Đấy, học gì không học cứ học cái kiểu bắt bóng ẩu là nhanh. Giao diện cũng rất gì và này nọ mà sao kỹ thuật quải đạn thế không biết. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Lúc chơi hết mình, lúc đền cái vàng này hết hồn nha mấy bà già. Chị rất tốt, nhưng bóng rất tiếc. Vũ trụ gửi tín hiệu là pha này đội bạn phải ghi bàn rồi. Chị đã máu chiến rồi mà đồng chí kia còn ghê gớm hơn. Lấy mặt cày sân là có thật các bác ạ. Nhìn mà thốn. Ma nó cày. Mình kiến tạo cho nó một đường đẹp như Ngọc Trinh thế kia rồi mà vẫn không đá vào được mới cày chứ. Rồi giờ muốn cái gì nữa thì nói luôn đi. Bố mày bực lắm rồi đấy. Đá sương sương tạo nét tưởng không vào, ai ngờ không vào thật. Làm gì có cái gì dễ ăn vậy đâu chị Bảy. Ôi dài ơi. Không có đâu. Úi xùi, tưởng gì hóa ra sĩ tường. Các bạn hơi bị khinh nhau rồi đấy. Tôi đã không đá thì thôi, chứ một khi mà đã vào sân thì phải làm nên mấy pha bóng để đời nha. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Vì chứ ghi bàn thì có lẽ hơi fail, nhưng tạo cơ hội thì hơi bị chuẩn cơ mẹ nấu đấy nha. Mười đẹp. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.